Thầy giải đáp dùm con Con học pháp môn tịnh độ được một năm nay Nhưng các bạn bè con tu pháp môn khác Khuyên đừng nên học nữa Hãy học pháp khác cao siêu hơn, tốt hơn Con không biết trả lời như thế nào Và con bây giờ Con phải trả lời họ như thế nào Cái vị này á học pháp môn tịnh độ được một năm nay nhưng uh, nhiều người khuyên bỏ vì pháp môn tịnh độ chắc là pháp môn của bà già con nít họ nghĩ là pháp môn tịnh độ là pháp môn bà già con nít nên họ bài bác khuyên đừng nên học vì pháp môn này không có cao siêu nhưng chúng ta thấy được rằng á nói là pháp môn bà già con nít vậy thì văn thù phổ hiện cũng là bà già con nít sao bạn bài bác đối với pháp môn tịnh độ là đang bài bác Văn Thù và Phổ Hiền đấy Văn Thù Phổ Hiền cũng tu pháp môn này Mà về Tây Phương Cực Lạc Đại Thế Chí Bồ Tát cũng như vậy Quang Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy Và tất cả các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc cũng như vậy Nên ngày hôm nay bạn bài bác Nói rằng pháp môn này là pháp môn gì Pháp môn này là không cao siêu à, Pháp môn kia là cao siêu Vậy thì do bạn trí bạn chưa khai mở nên bạn còn nói như vậy nếu bạn hiểu rõ rồi hòa thượng nói rất rõ khi ngài giảng kinh hoa nghiêm 17 năm lúc đó ngài đối với pháp môn tịnh độ này thì ngài chưa hoàn toàn đặt lòng tin cũng đã nghe rồi cũng tin nhưng mà chưa thật sự tha thiết để mong mỏi về tây phương cực lạc đến trong vòng 17 năm giảng kinh hoa nghiêm cuối cùng ngài thấy là gì là Ngài mới thắc mắc rằng Văn thù phổ hiền Ngài tôn kính văn thù phổ hiền Vậy văn thù phổ hiền tu pháp môn nào Ngài mới thắc mắc Nhưng mà cuối cùng Ngài đọc đến phẩm Phổ hiền hạnh nguyện Quy kết 41 vị pháp thân đại sĩ Về Tây Phương Cực Lạc Lúc đó Ngài mới vỡ hòa ra Ngài mới nói rằng Đúng rồi văn thù phổ hiền tu pháp môn tịnh độ Về Tây Phương Cực Lạc Đây là trong kinh Hoa Nghiêm nói rất là rõ về văn thù và phổ hiền là quy kết 41 vị pháp thân đại sĩ 41 ngôi vị pháp thân đại sĩ các bạn phải nhớ nha không phải nói là 41 vị Bồ Tát này mà là 41 vị thứ cấp của các Bồ Tát này từ sơ trụ cho đến đẳng giác phải về Tây Phương Cực Lạc toàn bộ hải chúng của Hoa Tạng của Đức Tỳ Lô Xá Na Phật đều phải về Tây Phương Cực Lạc đây là điều mà trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Vậy thì tất cả vị Bồ Tát từ cảnh giới của Đức Phật Tỳ Lô Xá Na Tàn là những người tu cái pháp môn lè tè thấp kém hay sao? Nếu bạn tự nghĩ, tự nghĩ rằng pháp môn của bạn tu cao siêu Vậy là đang hủy bán Bồ Tát Mà hủy bán Bồ Tát là bạn hủy bán Thích Ca Mâu Ni Phật Nên chúng ta học Phật Pháp có nhiều người đã kích Nhiều người nói xấu dữ lắm Nhiều người nói xấu nói rằng pháp môn này không đúng Chúng ta không có tin lời của họ chúng ta tin với Phật à, nên đừng có vì lời của người ta mà cái người nào hủy bán bạn hủy bán người khác không sao bạn đừng bạn hủy bán Phật là bạn đọa lạc đọa địa ngục đó nói các bạn đọa địa ngục đó hủy bán người niệm Phật đọa địa ngục đó hủy bán Phật pháp cũng đọa địa ngục chúng ta thấy được rằng Phật nói trong kinh Phật kể rằng lúc thời bấy thời bấy giờ của thời trong thời đức Phật á có hai vị tỳ kheo được, uh, tăng đòn. được tăng đoàn, được tăng đoàn và được Phật mời đi đến những nơi khác giáo hóa những tín đồ Phật giáo. Nhưng mà đặc biệt hai vị này á, là có đức hạnh, hai vị này thuyết pháp rất là hay, hai vị này nói chuyện Phật pháp rất là hay. Nên cuối cùng hai vị này á, là tín đồ, hai vị này đông, tín đồ đông nên sự cúng dường với tín đồ này có, với vị hai vị này có nên những người khác trong tâm ganh ghét đố kỵ trong tâm không thích hai vị này tìm đủ mọi cách làm cho làm đâm Thọt làm sao cho mất tín đồ của hai cái vị thầy này đi hai vị tỳ kheo mà Phật đưa đi để thuyết pháp làm mất tín đồ của hai vị này à, nhưng họ được một cái gì họ được một cái niềm vui, họ được một cái niềm vui là khi thấy tất cả những thánh chúng những người mà từng nghe vị thầy đó không tin tưởng nữa nên họ cười hả hê họ vui mừng họ ăn mừng nhưng mà phật mới nói rằng phật kể câu chuyện này phật nói rất là rõ phật nói rằng là những người mất lòng tin lúc đó lúc đó pháp viên của những vị pháp sư đó thuyên giảm không ai nghe nữa nên những người đó đạt được mục đích của họ nên cái ác nghiệp này quá nặng Phật nói rằng những người đã từng hủy bán hai vị này là mất đi pháp thân huệ mạng của tất cả những người nghe hai vị tỳ kheo này thuyết pháp vì người ta nói bịa đặt rằng tất cả những vị hai vị thầy này á, là họ phạm đủ các giới họ tạo rất cả ác nghiệp thậm chí họ làm nhiều điều ác thậm chí là giết hại người khác hại người khác hãm hại người khác từ đó mà mất tín đồ phật nói rất rõ ràng Tất cả những người đã từng hủy bán hai vị này Phải đọa vào địa ngục Phật nói rằng Những người này sau khi mãn báo thân Đọa vào địa ngục A tỳ sáu triệu năm Sáu triệu năm Chính là dùng thời gian Của con người chúng ta nói Phật chúng ta nói về Lịch sử của Việt Nam mới có năm ngàn năm Mà người mà đọa vào địa ngục A à tỳ là sáu triệu năm Sau khi đọa vào địa ngục A tỳ sáu triệu năm họ tội nghiệp nhẹ bớt rồi họ lại đầu họ lại đọ vào địa ngục đẳng hoạt thọ 4 triệu năm trong địa ngục đẳng hoạt sau ở trong 4 triệu năm trong địa ngục đẳng hoạt thì họ lại bắt đầu tiếp tục đọ vào địa ngục hắc thành tất cả các bên thành đều làm bằng lửa sắt sắt nung nóng vậy đó lửa xung quanh ở trong đó trong vòng 2 triệu năm sau khi 2 triệu năm người này bắt đầu nghiệp lực giảm rồi bắt đầu vô địa ngục thiêu nhiệt ở trong đó 6 triệu năm tổng cộng là 18 triệu năm ở trong địa ngục rồi họ mới trở lại được làm người nhưng các căn bị khiếm khuyết chúng ta nói rằng nếu mà hủy bán Phật pháp mà hủy bán là mất tính tâm của người khác Bạn phải đọ như những người mà đã hủy bán Những vị này làm cho mất thân huệ mạng Bạn giết người đó, thì cái mà bạn đọ địa ngục Nó còn nhẹ hơn là bạn giết pháp thân huệ mạng của người khác Đáng lẽ người hôm nay người ta được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc Người ta về Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát Vô số chúng sanh đang là nơi để người ta đến giáo hóa giúp đỡ Ngày hôm nay bạn giết đi pháp thân huệ mạng của họ Bạn dùng lời nói hủy bán phá đi pháp thân huệ mạng của họ bạn phải đọ vào địa ngục mà chúng ta chưa tưởng tượng nổi cái số năm mà phật nói rất là rõ trong kinh kim cang phật nói rất rõ như lai chân ngữ giả như ngữ giả thật ngữ giả bất cuồng ngữ giả bất dị ngữ giả như lai là người nói chân thật nói nói lời thật nói lời đúng như lý như pháp nói lời không không biến đổi không gọi là bất cuồng cũng không phải là bất dị lời nói không biến đổi và lời nói không phải là cuồng vọng mà nói ra mà là lời nói chân thật như lai là người nói như vậy nên phật đã nói rất rõ ràng cái nghiệp lực mà hủy bán cái người mà tu hủy bán cái người tu phải đọ vào địa ngục như vậy bạn thấy rằng ngày hôm nay bạn sống ở thế gian 100 năm bạn thấy dài lắm nhưng người vào trong địa ngục mà vào cái tội này phải là 16 triệu năm 16 triệu năm 18 triệu năm 18 triệu năm ở trong cái địa ngục này Chúng ta thấy 18 triệu năm Các bạn tưởng tượng nổi 18 triệu năm Con số năm như vậy Rồi họ mới được trở lại làm người Nhưng các căn không đầy đủ nữa Nên đừng hủy bán cho dù bạn là một người nào Trong cửa Phật Bạn có thể là một người tu Tốt, một người cư sĩ tu tốt Nếu bạn phạm với cái tối tội mà phỉ bán mà làm đoạn mất pháp tân huệ mạng của người ta thì tội bạn nặng vô cùng phải đọ vào địa ngục đấy nên chúng ta phải biết được rằng pháp môn này là pháp môn mà siêu việt tất cả pháp môn vì sao siêu việt siêu việt ở một chỗ là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu dưới cho đến hạng phàm phu tục tử lệ tè sát đất cho đến chúng sanh đọ vào địa ngục trên cho đến bậc đó là đẳng giác Bồ Tát văn thù phổ hiền cũng quy về pháp môn này vậy là pháp môn này làm gì là pháp môn gì là làm gì là pháp môn không cao siêu lý cực cao siêu sự cực giản dị vì mọi người thấy những người niệm phật họ niệm phật đơn giản quá họ thực tập đơn giản quá họ về tới phương cực lạc đơn giản quá nên đem tâm phỉ bán nhưng bạn không biết được rằng bạn học pháp môn khác nếu bạn ngay đời này không thành tựu mà bạn còn hủy bán nữa những vị Bồ Tát, những vị người thật thà chân thật, bắt chước ông già bà cả ở dưới quê chân thật niệm Phật, họ về tới phương cực lạc rồi, họ sẽ đau đau xót, họ chua xót cho những người tự cho mình là thông minh, tự cho mình là những người giỏi vắn, rồi họ lại dùng thần thông độ những người đó. Đây là lời trong tổ sư Ấn Quang nói rất là rõ, nên chúng ta là những người đời nay chân thật về tới phương cực lạc đi ai tu pháp môn nào mặc kệ họ chúng ta biết pháp môn này chúng ta thực hành còn ngày hôm nay bạn nghe pháp môn này mà bạn chạy nghe pháp pháp môn kia thì bạn gán chịu đó là phật nói rất rõ chế tâm nhất xứ bạn lựa đi trong 84.000 pháp môn pháp môn nào dễ dàng mình tu nhất pháp môn nào dễ tu nhất nói với bạn pháp môn mà dễ tu nhất mà thành tựu cao bỏ sức ít mà thành tựu lớn đó là pháp môn tịnh độ này đây là lời của thiện đạo đại sư nói ngài nói rất là rõ pháp môn này dùng sức ích mà thành công cao ngay lập tức về tây phương cực lạc trong kinh vô lượng thọ nói họ trở thành a di vị trí chính là bồ tát bất thối chuyển họ về trên đó bồ tát bất thối chuyển ngôi vị của họ chính là từ thất địa trở lên bạn xem trong kinh khác không có điều này đâu nhưng mà chỉ có trong bộ kinh tịnh tông chúng ta thấy chính là bộ kinh vô lượng thọ chi tiết đó là hạnh nguyện của a di đà phật chúng ta mới thấy được điều này đây là do hạnh nguyện của phật và ngàn kinh muôn luận đều nói về pháp môn tịnh độ chúng ta thấy được rằng nhiều bộ kinh cũng nói về cảnh giới tây phương cực lạc à, cũng nói về bệnh cảnh giới tây phương cực lạc mà kinh tịnh độ rất là phong phú rất là nhiều nên bạn tự lựa nhưng mà những hành nhân đó, chúng ta tu tịnh độ bữa giờ mọi người đang cùng nhận hóa học buổi tối kinh vô lượng thọ đó thì mọi người cứ chúng ta giữ bộ kinh vô lượng thọ thôi trong tất cả pháp chúng ta lựa một pháp À, trong tất cả pháp môn chúng ta lựa một pháp môn trong tông môn chúng ta lựa một môn ở trong tông môn chính là nói trong tịnh tông chúng ta lựa một môn chúng ta học cho đến cuối đời mình chừng nào mình ra đi rồi mình vãng sanh thì thôi nên á, bạn học Phật á, là bạn còn bị thối chuyển nhưng mà bạn phải có hiểu bạn hãy hiểu biết điều này nãy giờ nhận hóa trả lời cho các bạn cho bạn đó nên pháp môn này là đừng có nghĩ rằng mình cao siêu nhiều lúc mình thông minh quá mà bị thông minh gạt mình thông minh quá mình nghĩ mình thông minh quá mà phật nói thông minh ở trong bát nạn gọi là thế trí biện thông người này thông minh quá thông minh không phải là trí tuệ người có trí tuệ mới là người học phật người thông minh thông minh không tránh khỏi nghiệp lực giàu sang không thoát khỏi luân hồi ai muốn học cao thì học mình học cái pháp môn này ông già bà cả dưới quê niệm phật còn vãng sanh huống gì mình người ta còn vãng sanh được chẳng lẽ bạn không niệm không vãng sanh được bạn sẽ vãng sanh được, mà vãng sanh tương đương với là gì? Chứng quả. Bạn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời bạn thành Phật, vậy thì còn gì mà bạn không thành tựu nữa. Nên chúng ta tin tưởng pháp môn này. Giống như một đứa bé mà đi học ở ngoài trường vậy đó. Thầy cô nói bây giờ con hãy lựa một đề tài, đề tài dễ và đề tài khó, con lựa cái nào? Ngay đứa con nít nó cũng biết, con lựa cái dễ để điểm cao lựa cái khó thấp điểm Vậy thì cái khó đây là người thông minh không? Người thông minh tự cho mình là thông minh Lựa cái đó cuối cùng mình chỉ có 8 điểm thôi Còn người người ta chân thật Người ta ấy, cái lựa cái dễ mà người ta được 10 điểm Mà 10 điểm với 8 điểm cái nào hơn? Phải là dễ hơn không? Nên pháp môn nào mà dễ dàng bàn thành tựu thì